Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh HTTX. Ngày hôm nay mình sẽ làm video trải nghiệm về giấy các bạn nha. Vừa qua thì mình xem một số thông tin trên mạng á, rất là nhiều người nói là không thể gấp đôi tờ giấy 10 lần được các bạn nha. Và ngày hôm nay mình quyết định là sẽ thử gấp đôi tờ giấy xem có được 10 lần hay không. Ok các bạn ơi, ở đây mình đã chuẩn bị một cuộn giấy vệ sinh nè và một tờ giấy A3 nha. Bây giờ mình sẽ gấp thử tờ giấy A3 này 10 lần xem như thế nào nha. Một lần nha, gấp đôi một lần rồi nha. Hai lần nè. Ba lần nè. Bốn lần. Năm lần, trời ơi. Nó có vẻ rất là cứng đấy các bạn ạ. Đây, gấp đôi sáu lần nè. Sáu. Ai da. Bảy thôi các bạn ạ. Lần thứ 8 là không thể nào bảy được các bạn ạ. Rất là cứng luôn. Ok các bạn ơi, như vậy tờ giấy này đúng là không thể gấp quá 10 lần các bạn ạ. Tờ giấy này mình chỉ gấp được 7 lần thôi nha. 8 lần không được luôn. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cuộn giấy vệ sinh này xem có gấp đôi được 10 lần không nha. Ok các bạn ơi, với chiều dài như thế này mình thấy khá là ổn rồi nè. Mình nghĩ là sẽ gấp được quá 10 lần nha. Đây, gấp đôi lần đầu tiên nè. Rồi, bây giờ gấp đôi lần thứ hai nhá. Ok. Bây giờ gấp đôi lần thứ ba nè. Gấp đôi lần thứ tư nè. Gấp đôi lần thứ năm. Gấp đôi lần thứ sáu. Gấp đôi lần thứ bảy. Gấp đôi lần thứ 8. Trời ơi các bạn ơi, mình gấp một giấy vệ sinh dài như vậy mà chỉ được 8 lần đấy các bạn ạ. Không quá 10 lần được, ok. Như vậy thông tin trên mạng là xác thực là chính xác đấy các bạn. Ok, nếu các bạn có cái yêu cầu gì hoặc là có cái ý tưởng gì hay ấy, thì hãy để lại bình luận phía nhá. Và nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký nha. Đến đây thì video của mình cũng sẽ tạm ngừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.